Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương, bộ truyện với tựa đề Nơi đâu bình yên. Đây là một bộ truyện viết về cuộc đời của hai chị em tên là Yến và An. Cuộc sống vất vả nghèo khổ, bố của chị em họ đã bị hãm hại, mang tội danh giết người và chết ngày sau đó, hai chị em lại bị lừa và bán vào một gia đình hào môn, làm vợ của một gã điên. Cuộc sống với biết bao nhiêu đau khổ đã xảy ra. Liệu hai chị em họ phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc, những bình luận ở dưới phần bình luận để chia sẻ cho Tú Quỳnh biết nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Con ăn, bố mày giết người vì công an người ta kéo đến, gô cổ đi rồi. Chị mày mua chịu thịt nhà tao cả tuần nay chưa trả, mày về kêu chị mày trả cho tao, rồi tính gì thì tính, chứ đừng có mà diện cớ ăn quỵt còn búp bê nhựa bù xù trên tay đứa con gái 6 tuổi nhỏ bé là tôi lúc ấy, rơi thẳng xuống nền đất. Tôi ngỡ ngàng run rẩy hai mắt tròn xoe, hướng về mẹ của đứa bạn gái hàng xóm đang chơi cùng với tôi. Bắt gặp đôi mắt lạnh băng của bà ta, bất giác cơ thể tôi cũng run lên. Tôi lập tức giật tay bà hoang bán thịt, chạy thẳng về nhà, nước mắt cũng tuôn ướt khuôn mặt lem lút. Dừng chân ở bầu cửa, ngôi nhà cấp 4 tan hoang, chẳng có gì đáng giá. Tôi quệt tay lau đi nước mắt. Chị Yến tôi ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, hai mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Thấy tôi, đôi đồng tử chị sững lại. Chị gạt dội dàng dòng nước mắt trên má đứng dậy, kéo tay tôi lại. Chị ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tôi. Tôi khóc nấc lên. Chị, bà Hoai nói, bố... Cũng ngoan, được cốc bố đi rồi bố về lại tôi chị yến miếng môi đôi mắt long lanh nước chị ôm tôi vào lòng vỗ về cơ thể mảnh mai của chị run lên tôi vẫn nhớ hôm kia tôi nhìn xiên thịt nướng trên tay thằng dũng con trai cậu tôi thèm thuồng nuốt ừng ực nước miếng chị biết nên mua chịu thịt của bà hoang về nướng cho tôi ăn còn hứa với bà ta bao giờ bố tôi đi rừng về sẽ trả tiền Ngày ấy chị tôi mới 16 tuổi Lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái Chị vừa xinh đẹp Là vừa học giỏi Chịu thương chịu khó Là niềm tự hào của bố mẹ tôi Chị còn như người mẹ thứ hai Chăm sóc cho tôi từ tấm bé Bởi mẹ tôi yếu mệnh Qua đời lúc tôi mới lên hai Bình thường bố tôi lên rừng khai thác gỗ Một tuần ông về một lần nhà cửa với hai đứa con gái bố tôi nhờ cậu tôi ở cạnh trong giúp. Cậu mợ tôi có của, bề ngoài sởi lởi nhưng sau lưng lại khó chịu với chúng tôi. Lần này bố tôi đi hơn nửa tháng không về. Chiều nay bố tôi về, cả người phờ phạt, râu ria xồm xoàm. Nằm chưa giàu giấc, bất ngờ bị công an đến lôi đi. Đến khi nhà cửa chúng tôi được cậu mợ rao bán để đền cho người ta Cả một mạng người Có bán được nhà thì vẫn còn thiếu Tôi vẫn cứ ngây ngô Nằm trong lòng chị Làng xã nơi truyền núi xôn xao Câu chuyện bố tôi tham ác Giết chủ gỗ cướp 30 triệu bạc Động trên môi người dân ở đây Suốt một thời gian dài Trong giấc ngủ mơ màng Gối đầu lên đùi chị Tôi nghe được câu chuyện của chị với bà Mai Người đàn bà ăn diện có tiếng ở trong làng. Bà ta hay đi lại, có nhiều mối quan hệ ở thành phố, bà mai nhẹ nhàng khuyên nhủ chị tôi chị em mày bây giờ ở đây thì cũng khó mà yên được với miệng đời cậu mợ mày cũng chẳng cưu mang được ảnh hưởng đến hai đứa con nhà đó cái an còn nhỏ tương lai còn bé sẽ thế nào có người muốn cho chị em mày một cuộc sống giàu sang dứt bỏ hết quá khứ nhờ nhút này đi mày còn lưỡng lự nữa ra thành phố người ta làm lại hết giấy tờ cho cái an cho nó đi học đàng hoàng còn mày làm vợ người ta thì chắc cũng chẳng cần mấy cái giấy tờ đó nữa làm gì. Để được đứa con cho người ta là yên chuyện. Chị Yến lặng thinh, dán lọn tóc xòa trên mi tôi sang màn tay, nuốt ngầm nước bọt. Chị ngàn ngàn gật đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống môi tôi, mặn đắng. Bà Mai miếm môi, cười đắc ý, hài lòng, ngoay ngoẩy ra về. Sáng hôm sau, còn ngái ngủ tôi bỗng nghe có tiếng thanh niên quen quen phía sau cánh cửa gỗ bên hông nhà tôi nhận ra là giọng nói của anh tùng anh tùng hơn chị yến một tuổi ở cùng thôn với nhà tôi anh tùng cao lớn đẹp trai khỏe mạnh lại giỏi giang biết bao nhiêu chị gái trong làng để ý nhà anh ấy chỉ có một mẹ một con nghèo chẳng kém gì nhà tôi anh lại chiều tiếng còn hoang trước khi bố tôi cấm chị yến qua lại với anh nhưng mà anh chị vẫn lén lút gặp gỡ. Âm giọng gấp gáp có chút suôn rảy nhưng chứa đầy quyết tâm của anh Tùng gian lên. Yến, anh đưa hai chị em đi trốn. Nhà cửa bán hết rồi, không đủ tiền đâu mà trả. Ra thành phố anh đi làm đuôi em, nuôi em gái em. Nghe anh đi Yến. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, nhìn qua khe cửa thấy chị tôi đang đứng đối diện với anh. Chị yên lặng không nói, mì mắt chị cụp xuống, hai tay nắm chặt vào gấu áo. Bất chợt, anh dường tay ôm xét chị vào lòng, đôi mắt anh ẩn ẩn nước, cả khuôn mặt đó bừng trong uất hận. Chị dội dàng đẩy anh ra, tôi cũng nằm trở lại giả bộ ngủ. Đến khi chị vào nhà, hai má chị vẫn còn đỏ bừng bừng, nhưng nước mắt chị cứ thi nhau chạy xuống. Cắn chặt răng vào môi, chị ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc. Khóc trong câm lặng, Sợ làm cho tôi thức nhất Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc nhiều đến như thế Trái tim nhỏ bé của tôi Chỉ biết nhói lên Mà chẳng thể hiểu tại sao Tối muộn hôm đó Một người đàn ông mặc vest đèn Tầm tuổi 50 đến đón chúng tôi Ông ta bước xuống từ một chiếc xe hơi Đen bóng, sang trọng Được tài xế lái vào tầng sân nhà tôi Cậu mời tôi không có mặt Trong giây phút Chị tôi đi lấy chồng Chẳng có ai tiễn chị mà có lẽ chị cũng mong điều ấy hơn bất cứ điều gì. Ông ta trầm giọng nói với chị tôi, ông bà sẽ lo liệu nốt mọi chuyện cho gia đình cô, cô cứ yên tâm. Chị tôi gật đầu, trong đôi mắt lạnh băng chẳng chứa bất kỳ cảm giác nào. Chị nắm chặt bàn tay nhỏ của tôi, bước theo người đàn ông tự nhận là quản gia của gia đình họ Vương kia. Đó cũng là lần đầu tiên, bốn chữ gia đình họ Vương lọt vào tai tôi cho đến khi nhìn những vết bầm tím trên má chị những vết bầm không bao giờ tan hết lớp sau chồng lên lớp trước cho đến khi bụng chị lùm lùm rồi cũng vì những trận đòn mà chị mất con tôi mới hiểu tại sao gia đình họ vương lại chi một số tiền lớn để cưới chị tôi về làm mợ ba còn lo cho tôi giấy tờ cho tôi ăn học cậu ba nhà họ vương bị điên Đầu óc gã không bình thường sau một cơn sốt nằm lên ba. Vậy mà gã lại muốn lấy vợ. Hơn nữa, phải lấy con gái thật xinh. Chưa tìm được vợ cho gã, thì gã còn suốt ngày làm loạn, gào thét. Bà Mai nhận một khoản tiền lớn của ông bà Vương về quê nhà tìm những cô gái muốn làm dâu hào môn. Có những cô muốn mà cậu ba lại không chịu một ai. Đến khi nhìn thấy ảnh chụp trộm chị Yến, gã liền đổi cơn thèm tuồng muốn lấy chị cho bằng được. Lúc trước bà Mai từng đến nhà tôi đánh tiếng, nói giảm nói tránh về cậu ba Vương Hiển, nhưng mà bố tôi đuổi thắng thường. Biết nhà tôi gặp chuyện, một lần nữa bà ta lại mặc dày đến khuyên nhủ chị tôi. Ông trời thương bà ta không phải trả lại số tiền nuốt được của gia đình họ Vương. Còn chị tôi thì ông ấy lại chẳng có chút xót thương. 16 tuổi, Chị tôi làm vợ của một kẻ điên Gã như một con thú thích hành hạ người khác Vậy mà chị tôi không có một tiếng phản kháng Dù là yếu ớt Vì chị đã chấp nhận bán thân cho gia đình bọn họ Vì chị muốn tôi có một cuộc đời tốt đẹp Tôi có tên mới Vương Kiều An Dưới danh nghĩa con nuôi của nhà họ Vương Tôi được nhà họ cho ăn học Tuy không có sự quan tâm từ họ Cũng chẳng có những thứ đẹp đẽ xa hoa như hai đứa con, người anh cả nhà họ vư. Nhưng mà tôi cũng được cho đi học cùng trường với chị em nhà chúng nó. Mọi thứ cần thiết cho học tập, tôi đều được người quản gia sắm sửa. Chị tôi vừa là vợ cậu ba Dương Hiển, vừa như một người giúp việc, chăm sóc cho gã cùng cả đại gia đình gã. Ngoài những việc giặt giảnh trong nhà thì tôi được dành thời gian để học hành. Quá khứ nơi miền quê nghèo có người cha giết người cướp của, dần lùi xa về dĩ giảng. Mà nếu như tôi có thể quên thì đã quên rồi, tiếc rằng tôi không lúc nào quên. Tôi cũng không bao giờ quên tất cả những gì tôi có được là nhờ chị tôi câm lặng, cam chịu hành hạ từ người đàn ông gọi là chồng. Theo thời gian, căn bệnh của gã không hề thuyên giảm, thế nhưng nhà họ Vương lại không chấp nhận cho gã vào bệnh viện tâm thần. Vì sợ xấu mặt, chỉ trờ mắt nhìn chị tôi bị gã hành hạ. Tôi hận nhà họ Vương, nhưng tôi lại mang ơn bọn họ. Mười tuổi, lần đầu tiên tôi dám đập cửa xông vào phòng khi nghe tiếng chị tôi kêu thất thanh rồi im bặt. Gã Hiển đang bóp cổ chị tôi, tôi gào thét dùng tay đập vào người gã, nhưng cuối cùng cũng bị gã đạp bắn cả người vào tường. Chị tôi lại là người ôm lấy tôi chịu trận. Khi chị ôm được tôi ra khỏi phòng Tôi khóc lóc gian xin Mình đi khỏi đây đi Em không muốn chị gỗ thêm nữa Em không muốn chị ơi Chị lao nước mắt cho tôi Đôi mắt sưng hấp Chị lắc đầu nghiêm giọng nói Cố nghe lời chị Chịu khó học hành Bao giờ cuốn thành tài Thì chị em mình rời khỏi đây có được không Tôi không biết Hoàn cảnh của mình là như thế nào Ít nhất lúc ấy, tôi không thể hiểu được Tôi chỉ biết chị nắm chặt lấy tay tôi Rời nước mắt gian xin tôi Hãy chị chị mà cố gắng Chị không làm sao hết Chẳng thể làm khác những lời chị nói Những ngày sau đó Tôi chỉ biết cố gắng học hành chỉ biết ôm lấy chị Mỗi lần nhìn chị Bước ra khỏi phòng ngủ Đầu tóc rối bời Trên làn da trắng nõn Có những vết cào xước Cùng giới thăm tím Năm 15 tuổi tôi gây chuyện âm sầm một góc sân trường, đến mức chị tôi phải chạy đến tận trường học để nhận kiểm điểm. Đó là khi tôi đánh nhau với cái chi, chị em sinh đôi của cái chi, thằng Bảo bằng tuổi tôi, còn học cùng lớp với tôi. Từ ngày đầu tiên tôi vào nhà họ Vương, cái chi luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Nhà họ Vương cách trường học tôi khoảng 3 cây số. Tôi đi bộ, chị em cái chi thì có xe hơi đưa đón. Chiều hôm ấy sau giờ tan học, Tôi nhận được lời mời đưa về của một đàn anh khóa trên. Tôi từ chối, nhìn anh ta phóng chiếc xe máy điện mới toanh, đắt giá dần xa. Bất ngờ một nhóm con gái ăn diện mà cái chi là đầu rõ để tôi về một góc vắng vẻ trong khuôn viên trường. Cái chi căm tức, đánh mặt nhìn tôi, rít lên những lời mà tôi không thể nào tha thứ. Còn đĩ, mày dám quyến rũ người yêu tao. Mày đĩ y như con chị mày, bản thân làm đồ chơi cho chú tàu hành hạ vì tiền nhà tao mà bám dính lấy chú tàu à tao quên con gái của một kẻ giết người thì làm sao mà tử tế đuổi tôi sững sờ trước tất cả những lời nó nói cơn tức giận điên cuồng từ đâu kéo tới tôi không còn biết sợ gì cả lập tức lao vào dằn xé tóc tài quần áo làm cái chi gào thét in nổi. đám tiểu thư kìa Nghe đến tôi là con gái của kẻ giết người Đang lên cơn điên Thì xanh mặt không dám dạo can Chỉ trơ mắt nhìn tôi Và cái chị đánh nhau Sau những giây sợ hãi ban đầu Cái chị cũng cố sức đánh lại tôi Cả tôi và nó đều xước xác Tay chân mặt mũi Tóc tài rối tình rối mù Trước những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh Chỉ kết thúc khi có giáo viên đến can ngăn Tôi vẫn còn nhớ như in Ánh mắt chua xót của chị tôi khi chị đến đón tôi từ phòng ban giám hiệu chị xin lỗi các thầy cô giáo rồi dắt tôi vào trong toilet rửa sạch mặt mũi tay chân cho tôi chỉ còn hai chị em chị mới siết chặt lấy tay tôi đẩy mắt đầy căm hờn chị nhìn sâu vào mắt tôi lần đầu tiên chị nói những lời chất chứa suốt mười năm với tôi an à, em đã đủ lớn để hiểu chị sẽ cho em biết điều này bố chúng ta nằm xưa bị kẻ nào đó gài vào bẫy bố không phải là kẻ giết người nhưng bố không có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch bố thừa nhận bố có đánh lão chủ vì lão nợ lương anh em sau bao ngày lão bắt nhóm thợ làm cả ngày lẫn đêm cuối tuần cũng không được về nhà nhưng bố cam đoan không đánh chết lão số tiền 30 triệu ở trong ba lô của bố lúc nào bố không biết khi công an khám xét bố cũng ngỡ ngàng trước khi đi bố dặn chị hãy tin bố bố sẽ về với chị em mình vậy mà bố chúng ta chết oan uổng em đừng có trách bố bố cũng tuổi hổ là vì con bố tôi đứng chôn chân nước mắt tôi tuồn rời trong uất hận nghèn ngào bố tôi không phải là kẻ giết người tôi không phải là con gái của kẻ giết người tại sao tại sao số phận lại ác nghiệt dán lên gia đình tôi như thế Bao năm qua bố tôi oan khuất Chị em tôi khốn khổ Bản thân tôi luôn mang trong mình mặc cảm Chung dòng máu với quỷ dữ Mà tự ghét bỏ chính mình Kẻ nào Kẻ nào giả tâm như thế Tôi muốn tìm ra hắn Muốn bắt hắn phải chịu tất cả những gì khốn khổ nhất Để đền tội cho bố con tôi Năm đó Chúng ta thường cổ thế cô Không có cách nào kêu oan Nhưng mà chúng ta không thể cứ thế mãi Quá khứ không thể thay đổi Nhưng tương lai thì khác Thế nên lúc này em hãy chuyên tâm học hành Những điều khác hãy bỏ qua hết Nghe chị nhé An Tôi đành mặt Gật đầu Chị tôi nói đúng Chúng tôi thần cô thế cô Nhưng mà tương lai thì không thể như vậy mãi Chị vào nhà họ vương Chịu khổ chịu cực Làm vợ một gã điên Cũng vì muốn có nơi dựa dẫm Cũng vì lo cho tương lai của tôi Tôi đã quyết định những ngày sau đó tôi chỉ tập trung vào việc học Mặc kệ những lời đồn thổi Của những kẻ ác tâm Ở trường Từ miền cái chi Cũng như chấp nhận Bị mẹ con nó kéo tôi vào nhà kho Tác cho tôi mấy cái Giấu giếm mọi người Cho thỏa mối hận Bị tôi đánh đau hơn Ngày hôm đó có thế nào tôi vẫn đánh nó nhiều hơn Người ta nói Mẹ nào con nấy Mụ hoa dâu cả nhà này Ăn chơi tiêu xài còn giỏi ăn nói điều ngoa lương lẹo bà vân vợ ông vương tôn mẹ chồng mù hoa cũng là mẹ chồng chị yến rất ghét con dâu cả nhưng tính bà vân lại theo kiểu mặc kệ chúng mày thích làm gì thì làm miễn không làm loạn cái nhà này lên là được thành ra bao nhiêu năm đại gia đình vẫn sống như thế cậu hai nhà này định cư bên nước ngoài nhiều năm mấy lần gia đình con cái họ về nước thì tôi không để ý Thời gian dần trôi Ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học Ngành luật Cũng là ngày chị tôi Sảy đứa con thứ 13 Bác sĩ từng nói Tử cung của chị tôi không thể giữ con Ngày kỳ mất cái thai đầu tiên Nhưng mà chị vẫn cố gắng mang thai Nhà họ Vương chỉ cần có kẻ chịu làm vợ cậu ba Chăm sóc đứa con trai điền của họ Nên họ chẳng thèm đói hoài gì đến việc Chị tôi có sinh được con hay không Gã hiển biết mình thêm một lần mất con Nước mắt gã dàn dùa trên mặt Nhưng mà không bao lâu Cơn cuồng nộ kéo đến Lại khiến gã trừng mắt Lao vào chị tôi như muốn trút hận thù Chị tôi trắng bệt như tờ giấy trắng Nằm lặng trên giường Hai mắt lơ đảng nhìn trần nhà Dường như chị đã quá quen với cảnh này Giây phút tôi bước vào thăm chị Cũng chính là lúc gã hiển Đang lao về phía chị Tôi dùng tất cả sức mạnh điên cuồng đẩy gã về phía sau, đáp một cái tác, rác tay vào má gã, gào thét. Còn mày chết, mày muốn vợ mày cũng chết, mày mới tỉnh ra phải không? Hôm nay mày muốn chị tao chết thì tao liều với mày. Tôi chưa kịp lao vào gã, bất ngờ gã quỳ thập xuống, nước mắt gã lại lăn dài, gã hù hù khóc như một đứa trẻ. Chị tôi gượng gạo khỏi giường bước đến bên xoa đầu gã, Lúc đến tôi mới hiểu Bao nhiêu năm chỉ có thể chịu đựng được gã Còn gì những phút giây như thế Gã hiến tàn bạo theo cơn Khi không đánh đập Thì gã như một đứa trẻ thích được nuông chiều Mệt mỏi Rời khỏi phòng chị Yến Tôi bước xuống cầu thang Muốn tìm cốc nước mát đem lên cho chị Một thân hình lưỡng cẩn bất ngờ Nắm lấy cổ tay tôi Ấn thẳng tôi vào một căn phòng gần đó Tôi lập tức Trừng mắt thắng thừng quát mắng. Bảo, mày làm cái trò gì thế? Gã to béo trước mặt tôi, nhếch miệng cười, nhìn phát tẩm, hai mắt hấp hấy, chiếu về ngực tôi thèm tuồng đến nuốt nước miếng. Gã cười cười rồi nói. Chẳng phải mày giống con chị mày sao? Hám dầu nên bám dính ở đây, hay là mày bám tao đi? Thỏa âm mưu của chị em mày đó. Chị em cái gì? Thằng Bảo, đúng là một ruột mất dài như nhau. Lâu nay thằng Bảo hay lắm lét nhìn tôi, nhưng tôi không ngờ nó lại có thể nói ra mấy lời như thế. Tôi đành mặt quát Mày đã cháo tao đấy, đừng để tao mất ông bà, cho mày một trận. Nó đẩy tôi sang một bên. Chưa kịp mở cửa, nó liền kéo giật ngược tay tôi. Nhanh như cắt, nó bế tôi lên tay rồi ném lên giường. Khuôn mặt đỏ gây, đầy dục vọng của nó tiến lại gần tôi. Tôi giờ hết gối, cùng với chăn ném về phía nó, gầy gắt nói. Mày định làm gì? Đừng có lại đây. Mày và tao chẳng có quan hệ gì hết. Nếu tao với mày ngủ với nhau, thì ông bà cũng chẳng làm gì tao đâu. Tôi tức đến sôi máu, dùng khói giường định thoát thân. Nhưng bàn tay béo mút của nó liền ngăn tôi lại, còn bịt mồm tôi không cho kêu tiếp. Bàn tay phốt pháp còn lại chui vào áo tôi lần mò. Thằng chó chết, Tôi thật sự không ngờ nó vừa mất dạy lại vừa liều lĩnh đến thế. Sức của nó như sức con bò mộng, chống lại không phải là cách hay, nhất là khi nó đã khống chế được tôi. Sau mấy giây cầm hờn nhìn nó, tôi quyết định thả lỏng, bàn tay dường lên vuốt dè khuôn mặt béo tốt của nó, tỏ ý chấp nhận. Thằng Bảo ngỡ ngàng, nó khừng lại, quát mắt nhìn tôi nghi hoặc, bàn tay bịt miệng tôi cũng theo cái gạt tay của tôi mà buông ra. Tôi nhuốn dài, mềm giọng nói, đôi mắt nheo lại chiếu vào khuôn mặt phì nộm, ứng đỏ của nó. Bình tĩnh đi, mày là cháu đích tồn của họ Vương, nắm giữ trong tay cả công ty đá quý. Tao đâu có ngu mà không nhớ điều đó. Mục đích của tao, mày nhìn thấu rồi đó. Thằng Bảo nhướng mày nhìn tôi, mắt cười khả ố, hài lòng chép miệng nói. Tao biết ngay từ lâu mày nghĩ như thế, Chị nào em nấy còn làm bộ làm tịch Chiều tao mày sẽ không chịu thiệt đâu Nhẹ nhàng được chứ Nó có dễ tin tưởng tôi sẵn sàng chịu nó Thế nên nó không dùng sức trấn áp tôi nữa Lợi dụng lúc nó lạch sạch cởi thắt lưng quần ra Tôi tuột mạnh quần nó Rồi lập tức dùng chày ra ngoài Căn phòng thằng Bảo đẩy tôi vào Là một phòng ngủ gần bếp Mở cửa là ra đến sân giường Trong lúc dội dã bộ dạng sọc sệt của tôi đập ngay vào một thân hình đàn ông cứng rắn như đồng trước mặt tôi làm tôi ngã ra phía sau hai người trước mặt làm cho tôi ngỡ ngàng mụ hoa trong bộ váy lụa xanh lịch sự đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn vừa da phải tôi người đàn ông này một thân âu phục đen tuyền tôm lên nước da trắng tất cả ở anh ta tỏa ra một thứ khí chất kiêu bạc phi phạm khiến tôi vừa sững sờ vừa cảm thấy tuổi hổ cho mình Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta Tôi xòa tay Gượng dậy để có thể bước qua thật nhanh Mụ hoa không muốn đôi cò với tôi Khi đang có khách Định mặc kệ Có điều thằng con mụ ta tức giận Mở rung cánh cửa sau lưng tôi Thấy tôi đang gượng dậy Nó tức điền gào lên Mẹ con ăn à nó dự dụ con vào phòng này Để mồi chài con Con đuổi nó ra đó Mẹ đừng để con thấy mặt nó nữa tôi định cãi lại nhưng cảm thấy chẳng thể làm gì mụ hoa chẳng đời nào tin tôi còn người đàn ông kia là ai tôi không biết lâu nay mẹ con mụ ta luôn cho tôi là con đĩ thỏa chuyên dụ trai mụ hoa nghe dứt lời máu nóng liền dồn lên đến đỉnh đầu nhưng việc tiếp khách vẫn được mụ ưu tiên hơn mụ lừ mắt với thằng bảo nói việc này để sau mẹ đang có khách ngay sau đó mụ ta cười tích mắt Nói với người đàn ông lạ mặt Cậu Quốc Mời cậu đi lối này Người đàn ông đó không nói gì Anh ta sải chân bước theo mụ hoa Không buồn quan tâm đến đứa con gái Đang ấm ức là tôi Chắc hẳn ai cũng tin lời tặng bảo Tuy nó to béo Nhưng mà cũng trắng trẻo Đường nét khuôn mặt ưa nhìn Dẫu sao nó cũng là con của mụ hoa Màng dành á hậu một thời Trên hết Khối tài sản khổng lồ trong tương lai Đó kế thừa là quá đủ để không thiếu con gái muốn trèo lên giường cùng với nó. Chỉ là tôi chưa từng có suy nghĩ như thế. Chứng kiến quá trình nó trưởng thành, tôi chỉ cảm thấy nó nên mặc váy thì hơn. Dù chị em tôi cần chỗ dựa là thực sự, nhưng loại người như nó tôi biết chắc chắn chẳng có hy vọng gì. Chuyện đã đến nước này, dù tôi có không bị mù hoa đuổi đi, thì tôi cũng không thể ở lại cái nhà này nữa. Trên hết, tôi luôn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt may mắn tôi cũng đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời mình tấm giấy báo trúng tuyển đại học vẫn còn làm cho tôi ngây ngất chưa kịp thông báo cho chị tôi mừng lúc này việc quan trọng hơn là tôi cần thuyết phục chị tôi rời khỏi đây cùng với tôi tôi gõ cửa phòng chị bình thường chị sẽ là người ra mở cửa phòng chị không có khóa để đề phòng trường hợp gã hiển quá hung hãn chị sẽ chạy thoát khỏi đó để bảo toàn tính mạng hoặc người làm lực lưỡng nghe tiếng gào thét thì xông vào khống chế gã suốt những năm qua số lần chị phải chạy khỏi đó trốn tránh cơn điền loạn của gã vào cỡ mười đầu ngón tay tôi tôi không có ai mở cửa tôi lo lắng vừa gõ vừa gọi chị yến chị yến ơi tôi không thể chờ đợi hơn lập tức đẩy cửa bước vào gã hiển điên khùng đang chơi mấy món đồ chơi của gã còn chị tôi thì nhăn nhó ôm bụng, đôi môi mấp máy tím tái, da dẻ trắng bệt, mồ mù hôi mồ kê chảy rồng rồng. Nơi hạ thân chị dường như có máu đang chảy ra. Tôi dội vàng lật mong chị, thấy máu chảy ướt đẫm cả ga giường. Lạnh toát sống lưng, tôi hốt hoảng, dội vàng chạy xuống nhà tìm người giúp đỡ. Tình trạng này của chị quá thực tôi không hiểu chính xác là vấn đề gì. Chị biết lo lắng thực sự anh thức tài xế từ hành lang đi về phía sân, chợt giật mình khi nghe tiếng tôi gọi. Anh thức, chị Yến đang gặp nguy hiểm, anh giúp em đưa chị ấy đến bệnh viện được không? Anh thức hơi ái ngại nhưng cũng quay lại, cùng với tôi lên tầng 3. Khi anh ấy cổng chị Yến xuống dưới nhà, lần thứ hai tôi chạm mặt người đàn ông lạ mặt kia. Tôi không có thời gian cùng tâm trí để ý đến anh ta. Định theo anh thức ra xe nhưng mụ hoa từ xa đã quát giật giọng Thức Cô bảo mày đưa cô đi có việc gấp Mà mày đang làm gì thế Tôi nhớ mắt về phía mụ hoa gian dĩ Là em gái của em dâu mụ ta Nên xưa này tôi gọi mụ ta là chị Trước mặt Ông bà Vương Mụ ta vẫn xưng chị em với tôi Chị Hoa Chị ấy mới sảy thai chưa bao lâu mà ngất đi như thế Em nhờ anh thức đưa chị ấy đến bệnh viện anh thức ấy nấy Nhìn mù hoa giải thích Cô xem cô ấy ngất liệm thế này Cháu đưa cô ấy đến bệnh viện đã Rồi về đón cô sau Mụ ta trắng hề mẩy mày động lòng Lạnh lùng gắt Cái thằng này Bệnh thì có xe cấp cứu việc của mày đó sao Nó chết ra đấy mày có đợi được không Anh thức có chút lưỡng lự Những lời mù hoa nói Không phải là không có lý Chị tôi nhìn như chẳng còn sức sống nơi hạ thân máu vẫn không ngừng chảy ra nếu không đủ quan tâm thì người ta sẽ muốn trốn tránh hơn nữa xe hơi cũng không phải là của anh thức anh chỉ là người làm công cho nhà họ vương tôi ngậm ngùi sụt sịt nói anh cứ đưa chị hoa đi đi em sẽ gọi xe cấp cứu cho chị em vậy chị em em thông cảm cho anh nha tôi mím môi gật đầu định đỡ chị yến từ lưng anh thức nào ngờ một bàn tay đàn ông rắn chắc dường đến khiến tôi ngỡ ngàng. Người đàn ông kia, anh ta tình nguyện giúp đỡ chị em tôi. Ra xe đi. Thân hình cao lớn của anh ta chỉ cần dùng lực nhẹ đã bồng được chị tôi lên tay. Sải chân dài bước nhanh về phía sân gạch lớn. Chiếc xe hơi đèn bóng đắt giá của anh ta đang đậu ở đó. Tôi dội dàng bước theo. Thật lòng muốn nói lời cảm ơn anh ta nhưng cứ lắp bắp mãi chẳng thể nói anh ta đặt chị tôi nằm ở ghế sau Cũng không ngại bẩn chiếc xe đáng giá Cả gia tài Sau đó đóng sập cửa lại Quay lại nhìn tôi Phong thái thờ ơ, lạnh nhạt Anh ta nói Lên xe, tôi đưa chị em cô đến bệnh viện Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mũi anh ta Nhận ra mình hiểu định nghĩa hai từ đẹp trai là như thế nào Hoặc cũng có thể vì anh ta như dị cứu tình của chị em tôi Nên tôi nhìn gà hóa cuốc nhìn quả hóa công cũng nên. Anh ta còn rất trẻ, chỉ độ 24-25. Suốt 18 năm tôi sống, tôi chưa từng ngồi ở vị trí ghé phụ một chiếc xe hơi. Thành ra lóng ngóng mãi mà không cài được đai an toàn. Anh ta khẽ nhíu mày, lại quay sang, hoàng cho tôi. Thêm một lần hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu từ cơ thể anh ta, phản phất mũi tôi. Tôi hít một hơi, sống mũi cay xè, cảm kích, lý nhí cảm cảm ơn anh mày mà có anh không thì chị em tôi anh ta chỉ ừm um nhẹ một tiếng khởi động chiếc xe phóng nhanh ra đường cũng may lúc này là tầm 3 giờ chiều đường phố không quá đông đúc suốt thời gian trên xe tôi không ngừng quay lại nhìn chị rồi cầu nguyện đầu óc tôi chỉ suy nghĩ một điều duy nhất là an toàn của chị tôi chồng chị cô đâu tôi có chút giật mình chẳng biết phải nói thế nào nói rằng gã bị điên liệu có phải là sự sỉ nhục đối với chị tôi không anh ta không biết gì về chị em tôi cũng như nhà họ vương chị hỏi du do về người chịu trách nhiệm cho chị tôi thế nên tôi cảm thấy không cần thiết phải nói chồng chị ấy tạm thời không có mặt tôi sẽ lo liệu cho chị tôi thay anh ấy anh ta không hỏi thêm chỉ tập trung lái xe ngay khi chị tôi được mấy y sĩ nâng lên cán đẩy, tôi dội vàng chạy theo cán, không để ý người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào. Đến khi ngồi chờ bên ngoài, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa kịp hỏi tên anh ta, vì ân nhân của chúng tôi. Tiếng người ta cất lên, phá tan bầu suy nghĩ trong lòng tôi. Người nhà bệnh nhân vừa vào cấp cứu có tên Lương Hải Yến, theo tôi làm thủ tục. ban nãy tôi kịp quàng theo túi sách trên người khi anh ta cổng chị tôi xuống. Thành ra có đủ tiền cùng với giấy tờ tùy thân. Bao nhiêu năm làm dâu nhà giàu, dù làm vợ một kẻ điên, nhưng chị Yến cũng có được một chút tiền từ ông bà Vương. Trên hết, chị biết cần phải giữ tiền cho bản thân và cho em gái. Từ ngày chị về làm dâu, bà Vương tính toán tiền chợ rồi đưa cho chị chi tiêu. Chút bạc lẻ tiền chợ muối mắm, nhờ khéo thu dán mà chị giữ lại được. Bà Vân cũng biết, nhưng không thèm chấp. Nhờ vậy mà chị em tôi nghèo thì nghèo, nhưng vẫn không phải trắng tay. Những gì cần mua, chúng tôi vẫn có thể mua. vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Trước câu hỏi cùng với vẻ lo lắng của tôi, ông ấy thở nhẹ một hơi, rồi nói. Chị có bị băng huyết, sâu sảy thai, may mà vào bệnh viện kịp thời, nếu không là nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi nhẹ nhẩm cả người. Xúc động cảm ơn dì bác sĩ Trong lòng cảm thấy Gặp được người đàn ông kia Là một điều vô cùng may mắn Thời điểm anh ta đưa chị tôi đến bệnh viện Tôi chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm Về tình trạng của chị tôi Nếu biết Có chết tôi cũng phải đòi hỏi Người nhà họ Vương đưa chị tôi đi Hóa ra Người đàn ông đó đã trực tiếp cứu mạng chị tôi Cũng có thể anh ta có đủ hiểu biết Để cảm thấy cứu mạng một người Là quan trọng mấy ngày chị tôi nằm viện bà Vân có vào thăm đôi lần còn chủ động thanh toán tiền viện phí cho chị tôi xem như bà ta cũng có lòng quan tâm đến con dâu hay chăng quan tâm đến đứa ô sin không công kim bị bông cho gã con trai điên loạn của bà ta tôi không quên mục đích của mình cũng không cảm kích bao nhiêu sự quan tâm hời hợt của bà ta từ hôm chị tôi nằm viện tôi ở lại bệnh viện chăm sóc chị không về nhà họ vương thêm một lần nào lần thứ ba bà vân đem ít hoa quả vào thăm con dâu chị tôi cũng đã ngồi dậy được để ăn uống tôi kéo bà ta ra ngoài sân trao đổi nhìn vẻ khó chịu của bà ta tôi nói thẳng bác vân những năm qua bác cưu mang chị em chúng cháu chúng cháu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng bây giờ cháu muốn cùng với chị cháu dọn ra ngoài bao giờ chị cháu xuất diện thì chị em cháu đi bà ta sững mày gạt phát đi Mày nói gì thế? Mày có chân thích đi đâu thì đi, nhưng mà chị mày thì không được, nó là con dâu của nhà tao. Đi là đi thế nào? Tôi không có đoán ra kết quả này, thậm chí chiều qua tôi nói chuyện rời đi, chị tôi chỉ im lặng, tôi cũng đoán, chị không dễ rời khỏi gã Hiển. Gã ta điên rồ nhưng lại giữ chị cực kỳ chặt, chị đi đâu một lúc là gã đã làm ầm lên. Mấy ngày vừa qua chắc hẳn nhà họ Vương khó yên được với gã. Tôi thẳng thắn nói Bác à Anh Hiển hành hạ chị nhà cháu bao nhiêu năm như thế là quá đủ rồi Bác tha cho chị em cháu được không Bà ta đánh mặt gắt lên Còn ranh Vợ chồng nó ở với nhau mày biết cái gì mà xen vào Không lùi thôi nữa Bao giờ nó khỏe thì về Bà ta bực bội quay ngoắt đi Không đôi co thêm với tôi nữa Quay trở lại phòng Chị tôi ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh Hai mắt buồn bã Nhìn ra ngoài cửa có thể chị tôi biết tôi vừa nói gì với mẹ chồng chị phòng bệnh của chị còn hai bệnh nhân khác nói chuyện bình thường không tiện nên tôi chỉ nói nhỏ vào tay chị em đã thuê một phòng trọ gần trường luật sáng mai chị xuất diện mình đến đó nha chị sững lại lắc đầu rồi cụp mắt xuống lòng đau thắt tôi ngồi xuống bên cạnh chị siết chặt tay chị thuyết phục chị từng nói khi nào em thành tài chúng ta sẽ đi em biết hiện tại em chưa có gì nhưng mà em cũng không còn cần gì ở lại nhà họ vương để nhìn bọn họ hành hạ chị thêm nữa chị không sao đâu ngoài những lúc lên cơn thì anh rể em cũng biết điều chị nhỏ giọng giải thích tôi không tin những lời chị nói một kẻ điên khùng như gã thì làm sao có thể đem hạnh phúc được cho ai nơi gã nên ở là trại tâm thần. Tôi cai xè sống mũi, hỏi chị phán đoán của mình. Chị à, có phải bọn họ đe dọa gì chị, nên chị mới không dám rời khỏi đó, đúng không? Chị im lặng một lúc, cuối cùng tôi phải nói thẳng. Em có cách để chị rời khỏi nhà bọn họ, dù bọn họ có muốn ép chị thế nào. Chị ngỡ ngàng ngẩn lên, hai mắt mở to nhìn tôi, sau cùng chị thở hát ra rồi nói Ngày trước Vào nhà họ Vương Bà Vương bắt chị làm cam kết bán thân cho nhà họ Tôi sững sờ nhìn xoáy vào vẻ căm phẫn của chị Những điều này chị chưa từng nói với tôi Dù tôi luôn cảm nhận có chuyện này Chị gật nhẹ, đánh mặt Tiếp tục nói Bà ta biết Pháp luật không chấp nhận Nên đã ép chị ký vào giấy dây nợ Số tiền đó rất lớn bà ta cũng cam kết nhận em làm con nuôi cho em ăn học thành tài còn giúp bố chúng ta tìm cách thoát tội cùng đường nên chị chấp nhận ký bây giờ bố mất em cũng đã trở thành cô sinh viên như chị mong muốn em hãy tiếp tục con đường em theo đuổi số tiền kia chừng nào chưa trả được thì thì ra là như thế lũ người nhà họ vương đúng là một lũ quỷ tôi uất ức đến nghẹn ngào những khớp tay nắm chặt đến trắng bệt Hàm răng nghiến chặt Chùa xót Nhìn người chị gầy gột xanh sao của tôi Nuốt một ngùm nước khô khóc Tôi hỏi chị Bao nhiêu Chị bị bà ta bắt ký nợ bao nhiêu Hai tỷ Hai tỷ Tôi nghe như có tiếng sét đánh đoàn đoàn bên tay Chị em tôi không phải trắng tay Mà là bị ép mang một số nợ khổng lồ trong lúc này rõ ràng chúng tôi không thể nào trả được bà vân tính toán quá sức kỹ lưỡng số tiền bà ta bỏ ra cho tôi ăn học nằm hết trong số nợ chị tôi phải ký chứ chẳng phải gì trả công chị tôi chăm sóc con trai bà ta như tôi vẫn nghĩ việc bà ta chi tiền giúp bố tôi thoát tội chắc chắn chỉ có kẻ ngu mới tin bà ta làm điều đó kết quả thì sao chứ bố tôi vẫn bị tuyên án tử vì tôi giết người cướp của. Bà ta biết chị tôi không có con đường nào khác, thế nên ép buộc chị đến cùng. Thật kinh tởm, lâu nay tôi đã đánh giá quá thấp bà ta. Tôi nén lại cơn giận dữ, trầm giọng a ủi. Tạm thời, chị cứ giả mệt ở lại đây đi, còn ở với thằng điên đó ngày nào là còn khổ ngày đó, đừng xuất hiện cho nó hành hạ chị nữa. Chị mỉm cười, nụ cười đầy bi thương chị biết rồi thực ra hiển không phải là không đối phó được bản chất nó chỉ là một thằng trẻ con ba tuổi thôi những kẻ khác trong nhà họ vương mới là những kẻ đáng sợ em có làm gì cũng phải cẩn thận chị biết tôi muốn tìm cách đối phó với nhà họ vương nên nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi gật đầu cho chị yên tâm lúc này thoát được nhà họ vương là điều tôi cần hơn thế nữa tôi hận những con quỷ đội lốt người đó Nhà họ Vương sở hữu công ty đá quý, vườn già lớn hàng đầu miền Bắc, tài sản rải khắp, nhưng bọn họ cũng có nhiều đối thủ như bất cứ nhân vật nào tham gia vào thị trường. Tôi biết mình đang có gì. Có điều nếu tôi thẳng thắn trao đuổi với người nhà họ Vương, tôi tin chắc bọn họ sẽ tìm cách xử lý tôi mà chẳng thể có bất cứ công bằng nào ở đây. Tôi không có bất cứ vũ khí hay áo giáp nào Thế nên tôi cần một thế lực ngang bằng, thậm chí đủ sức để dùi dập bọn họ, để có thể trao đổi và nhận lại được sự bảo vệ cần thiết. Đã không thể có lựa chọn nào, vậy thì tôi chỉ còn con đường duy nhất là đánh cược. Đối thủ lớn nhất của vườn già là công ty đá quý Kim Hoàng. Tôi được biết, bọn họ luôn cạnh tranh với vườn già suốt những năm qua. Ngày sáng hôm sau, tôi quyết định đến trụ sở công ty Kim Hoàng. Việc tôi là con nuôi nhà họ Vương Không mấy người quan tâm biết đến Nhưng mà với đối thủ của Vương già Thì lại không phải điều gì xa lạ Đây cũng là một lợi thế cho tôi Để được tiếp kiến giám đốc công ty Kim Hoàng Chị Lễ Tân xinh đẹp mỉm cười nói với tôi Em ngồi ở sofa đợi một lát nha Khi giám đốc chị tiếp xong khách Anh ấy sẽ lên gặp em Tôi mỉm môi Hai tay đặt lên đùi chờ đợi Nửa tiếng sau, Chị Lễ Tân trực tiếp đưa tôi lên tầng 12 Gõ cửa phòng Có đề chữ phòng giám đốc Giám đốc Em đưa cô Vương Kiều An đến gặp anh Một giọng nói trầm ấm Có chút quen thuộc dàn lên Khiến cho tôi ngờ ngờ Mời vào Quả nhiên Người mà tôi cần gặp không ai xa lạ Ngay khi tôi nghe tiếng anh ta Anh ta chính là dì ân nhân cách đây 5 ngày Đã đưa chị em tôi vào bệnh viện Anh ta khẽ nhướng mày dường như có chút ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện trong chiếc áo sơ mi caro cùng với quần jean tóc buộc đuôi gà bước vào phòng tôi lúng túng nhìn chị lễ tân rời đi sau đó đứng lặng nhìn anh ta phong thái của anh ta vẫn như thế cô cần gặp tôi có chuyện gì anh ta lịch sự đưa tay về phía sofa mời tôi ngồi xuống tôi trấn tĩnh lại rồi ngồi đối diện với anh ta nhẹ giọng hỏi cho chắc chắn anh là giám đốc công ty Kim Hoàng sao Có gì không đúng Anh Anh trẻ quá Tôi không dám nghĩ Anh ta lạnh nhạt nhếch miệng Bất giác tôi cảm thấy hơi sợ con người này Tôi rõ ràng không biết gì về anh ta Rót trà vào chén cho tôi Anh ta tỏ vẻ quan tâm hỏi Tình hình chị cô sao rồi Cảm ơn anh Chị tôi ổn rồi Hôm trước chị tôi thực sự gặp nguy hiểm tôi không biết phải nói sao để cảm ơn anh cho đủ không cần ái nói tôi chỉ làm việc nên làm thôi cô nói mình là con nuôi nhà họ vương muốn gặp tôi có việc là việc gì à chuyện là tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc anh đừng hiểu lầm tôi nhờ anh với tư cách anh là giám đốc kim hoàng anh ta nhốn vai điều bộ nửa hiếu kỳ nửa thờ ơ tôi mặc kệ để tiếp lời Chị tôi suốt 12 năm qua bị nhà họ Vương ép hầu hạ một gã điên, bị gã đánh đập hành hạ. Anh thấy đó, chị tôi bị như vậy cũng là vì hắn. Một kẻ điên cần phải có phương pháp điều trị trong bệnh viện tâm thần có phải không? Vậy mà chị tôi bị ép phải chăm sóc cho hắn, phải làm vợ hắn. Đến lúc này, chị em tôi muốn rời đi thì bọn họ không cho phép chúng tôi đi. Tôi có tất cả bằng chứng chứng minh chị tôi bị hành hạ thế nào. Ở nhà bọn họ để cung cấp cho phía cảnh sát Nhưng mà tôi muốn trao đổi với anh trước Anh ta cho mày hỏi lại tôi Tại sao bây giờ chị em cô mới muốn đi? Hơn nữa, trong 12 năm ấy Tôi nghĩ không thiếu cách để chị cô báo cảnh sát Về tình trạng bạo hành hay tìm cách phòng tránh thai Nhất là khi chị cô đã mang thai với kẻ đó rất nhiều lần Tôi sững sờ trước những lời anh ta vừa nói Vậy ra anh ta không phải là kẻ thờ ơ, không biết gì như tôi nghĩ. Mà sự thật, anh ta đã biết rất nhiều về nhà họ Vương. Hoặc rất có thể anh ta mới điều tra được về chúng tôi. Toàn thân tôi nóng rang. Cảm giác xấu hổ bất giác bao trùm. Ai cũng nhìn ra, chị tôi muốn bám vào nhà họ Vương, muốn có con với gã hiển. Để làm gì, ngoài gia sản khổng lồ của nhà họ Vương. Nếu thực sự muốn bỏ đi Chị tôi không nên để mình có con Với một kẻ chẳng ra gì như thế Anh Anh đâu phải là phụ nữ Làm sao anh có thể hiểu Người phụ nữ nào cũng muốn có đứa con của riêng mình hết Tôi nóng ràng mặt mũi Tìm cách biện hộ Cũng tình rất có thể Chị tôi suy nghĩ như thế Anh ta hừ nhạt một tiếng Chẳng lẽ chỉ cần có con là được Dù với bất cứ ai sao Đặc biệt là khi bản thân không có gì trong tay Còn muốn đèo bồng thêm một đứa trẻ Chị có biết suy nghĩ đến vậy sao? Anh ta càng nói Tôi càng nóng người Sống mũi cai xẹ Tôi quát mắt Nhìn anh ta ấm ức Anh hãy ở hoàn cảnh của chúng tôi rồi suy xét Chị tôi bị nhà họ Ép ký giấy nợ 2 tỷ 2 tỷ ấy là tiền gì? Là tiền ăn học của tôi Là tiền Chạy án cho bố tôi anh đã điều tra về chúng tôi thì chắc hẳn cũng chẳng khó để biết chuyện bố tôi ra sao anh nghĩ xem chúng tôi đã khốn khổ như thế nào bao nhiêu năm qua tâm cơ của chị tôi nếu có thì cũng là điều bình thường để đòi lại chút công bằng về cơ bản suốt những năm qua dù muốn chúng tôi cũng không thể thoát được bọn họ tâm cơ là điều bình thường nên cô mới tìm cách dụ dỗ cậu ấm sức giỏi kia đúng không Tôi cứng đờ trước những lời cợt nhã của người đàn ông có tất cả trước mặt. Toàn thân uất ức đến mức run rẩy, tôi nhận ra mình đến đây là sai. Những kẻ có tất cả sẽ không bao giờ hiểu hoàn cảnh của những người như chúng tôi. Có bằng chứng nhưng không muốn báo cảnh sát. Tại sao cô lại không muốn báo cảnh sát lại đến đây? Muốn vụ việc bị kẻ khác phanh phui mà không thể tự dập. Xem ra nhà họ Vương đang đùi ông tay áo anh ta nhìn thấu tất cả ý đồ của tôi còn dùng nó để mỉa mai khốn nạn thực sự tôi nuốt nghẹn, mặt mũi trắng bệch trong uất hận lão đạo đứng dậy tôi đã sai hàng ngàn lần sai cho nên mới đến đây anh ta đứng về phía người giàu anh ta không cần những gì tôi đem đến còn khinh bỉ những gì được cho là phản bội tôi hiểu rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa Tôi nuốt nghẹn, quay lưng định bước về phía cửa, nào ngờ âm giọng của anh ta dàn lên ở phía sau. Đừng ngốc nghếch giao bằng chứng cô có cho bất cứ đâu. Nếu hôm nay không phải là tôi, mà là một kẻ cấu kết với nhà họ Vương, thì cô nghĩ xem kết cục sẽ như thế nào. Dù sao cô cũng còn quá trẻ, chỉ là một cô bé, đừng liều lĩnh như ngày hôm nay. Cuộc đời không có nhiều lần may mắn cho cô đâu. Tôi sững sờ khừng lại, quay người nhìn kẻ vừa tỏ ra chân tình nhắc nhở cảm giác trong tôi vừa tức giận vừa cảm kích đến bất ngờ khẽ nhếch môi tôi cười nhạt nói tôi có nên cảm ơn anh vì lời nhắc nhở chân tình này không anh biết tôi đến đây là liều lĩnh lẽ nào tôi không biết chẳng qua tôi không còn con đường nào khác thêm một ngày chị tôi khốn khổ là thêm một ngày tôi không sao sống yên ổn nổi sống mũi cai xè Tôi sụt sịt đanh giọng nói tiếp Tôi cũng nói thẳng với anh Bởi vì tôi chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào Cũng không dám tin vào cảnh sát Trước thế lực của nhà họ Vương Nên tôi mới phải liều mạng đến đây Tôi cứ nghĩ Kim Hoàng có thể cho tôi sự bảo vệ tôi cần Đáng tiếc Tôi đã sai Hoàng Thiên Quốc Tôi nhìn được biển tên trên bàn làm việc của anh ta Một cái tên đầy kiêu hãnh Giống hệt như con người của anh ta anh ta nhốn nhẹ dài đứng dậy Bất ngờ buông một câu Làm cho tôi choáng gián Có lẽ cô chưa biết điều này Hiện tại cô làm tổn hại đến vườn già Cũng chính là làm ảnh hưởng đến kim hoàng đó Tôi ngỡ ngàng đứng chồn chân Nhìn anh ta bước về phía bàn làm việc Mặc kệ tôi mặt mũi chuyển màu đen kịch Thì ra là như thế Từ lúc nào anh ta và nhà họ Vương Đã trở thành một phe mà tôi không biết thảo nào anh ta tìm mọi lời lẽ để chống lại chị em tôi tôi đúng là ngu ngốc lẽ ra ngay khi nhìn thấy mặt anh ta tôi nên bỏ về thì hơn tại sao tôi không liên kết những điều rõ ràng hiển hiện như thế cớ gì mùa hoa lại mời anh ta về làm khách còn xuân xe nịnh nót trước anh ta tất cả cũng bởi vì bọn họ là cùng một hạng người anh ta rủ mắt nhìn màn hình laptop bố thấy cho tôi thêm một lời khuyên tôi nghe nói cô mới trúng tuyển vào một trường đại học tốt đầu tốt hơn cô nên tập trung cho việc học tập đi cảm giác căm phẫn dân trạng tôi quay người bỏ chạy chính xác là trốn chạy một con quỷ đào mạo như anh ta anh ta vừa nói cái gì khuyên tôi nên ngoan ngoãn im lặng sao anh ta đe dọa tôi còn biết rõ âm mưu của tôi như thế tôi đã cho rằng anh ta là một người tốt Tôi đúng là một kẻ ngây thơ Trước thế lực của cả nhà họ Vương lẫn anh ta Việc đối phó càng không phải là điều dễ dàng Cuộc đời này dường như bất công Vẫn là điều đè bẹp chị em tôi Thất vọng não nề tôi lững thượng bước Trên xe buýt về bệnh viện Nơi chị tôi đang nằm Tôi cân nhắc rất nhiều Đằng nào cũng khốn khổ Tại sao tôi không nhờ cảnh sát giúp chúng tôi Dù ít dù nhiều tôi vẫn muốn đấu tranh chị tôi đang ngỡ ngơ ngắm nhìn những bông hoa tường vi cạnh cửa sổ phòng bệnh thấy tôi bước vào chị nhẹ nhàng hỏi sáng giờ em đi đâu vậy em đến gặp người có thể giúp chúng ta nhưng mà tiếc rằng hắn cùng một ruột với đám quỷ kia tôi bực bội rót cốc nước uống ừng ực một hơi ngồi xuống thuyết phục chị tôi chị ạ à, bây giờ chị làm đơn tố cáo thằng hiển đánh chị đi em có đủ các đoạn video quay lại cảnh thằng hiển đánh chị chúng ta gửi đến công an họ sẽ bảo vệ chị chị sững lại nhìn tôi bao nhiêu năm qua chị chưa từng làm điều này giờ là lúc chị có thể vậy mà chị lắc đầu nói tờ giấy dây tiền bà vân ép chị ký ngày đó có thời hạn phải trả trong một năm đương nhiên chị không thể trả thế nên bất cứ điều gì chị chống lại nhà họ vương thì bà ta sẽ kiện tội chị về tội lừa đảo tôi đau lòng nhìn chị cảm thấy hiểu hơn những ấm ức mà chị phải chịu chị không thể báo công an chỉ có con đường duy nhất là bỏ trốn nhưng chị đã không làm gì tôi kẻ giàu có thường cáo già bà vân đã đủ mọi cách tính toán để có thể nắm đằng chui cho đến cuối cùng thì pháp luật cũng không thể đứng về phía chúng tôi cho đến cuối cùng con đường duy nhất vẫn phải là có đủ tiền trả cho bà ta mới có hy vọng thoát được khỏi nhà bà ta. Tôi thất vọng lắc đầu, cúi mặt đưa tay bóp trắng mà nước mắt lăn dài trong bất lực. Hoàn cảnh của chúng tôi tại sao lại không lối thoát đến như thế, tôi không cam tâm. Không cam tâm, tôi không muốn chị tôi phải khổ thêm một ngày nào nữa. Ý nghĩ lóe lên, tôi nhỏ giọng lây lây tay chị Giang Sinh. "Chị, chị đi trốn đi." Chị đã dứt giả vì em quá nhiều rồi Em không muốn chị khổ thêm một giây phút nào nữa Chị hãy bỏ trốn khỏi gã hiển đi Em xin chị đó Chị mím môi lặng thinh Có lẽ chị cũng đã nghĩ đến điều này Thời gian gần đây Nhưng chị chưa nói với tôi Giờ nghe tôi thuyết phục Chị lo lắng nói Điều chị mong muốn nhất Là em học hành thành tài Nhưng nếu chị bỏ đi rồi Còn mình em ở đây Làm sao chị yên lòng cho được nhà họ vương sẽ không tha cho em tôi sụt sịch siết chặt bàn tay gầy guộc của chị tôi cười gượng gạo khẳng định em không sao bọn họ có giấy tờ dây nợ để ép buộc chị nhưng mà em chẳng có gì để họ ép buộc hết em sẽ được pháp luật bảo vệ chị em tôi bình rình ôm lấy nhau ngay trong đêm hôm ấy tôi tiễn chị ở sân ga chị quyết định vào miền nam tạm thời chị em tôi phải ngừng liên lạc Ít nhất, rời xa thành phố này để đến một nơi xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống của chị sẽ được bình yên. Tôi không quên hứa với chị. Chị yên tâm đi, bằng mọi giá em cũng phải trở thành một luật sư giỏi để có thể đứng vững trên đôi chân của mình, cũng có thể bảo vệ những người yếu thế như chúng ta. Hứa với chị như thế, nhưng mà sâu trong lòng tôi vẫn mong có thể lật lại vụ án năm xưa, tìm ra kẻ đã hãm hại bố tôi kẻ đã gây ra tấn bi kịch của gia đình tôi chị yến lao dòng nước mắt trên má gật đầu quay người bước lên tạo số tiền chị để lại cho tôi là 5 triệu một nửa tài khoản tiết kiệm chị có chẳng bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì chị có thể làm cho đứa em gái bé bỏng mà chị hết lòng cưu mang nhìn đoàn tàu hú lên tường hồi rồi xình xịch xình xịch lăn bánh lòng tôi một nửa chết lặng một nửa lại được hồi sinh tương lai của chị chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn chuỗi ngày cơ cực đau đớn đã qua chị được thực sự sống được tự do tung bay ở một chân trời bình yên chị có sức khỏe có nhan sắc và còn tuổi trẻ tôi ấp ủ niềm tin chị sẽ gặp được một người đàn ông tốt thực lòng yêu thương chị cùng với chị xây dựng hạnh phúc tôi mệt mỏi cuốc bộ về căn phòng trọ nhỏ cách trường đại học luật hai cây số nơi tôi đã thu xếp mấy ngày nay khi tôi về đến nhà trọ đã là hai giờ sáng chỉ kịp tắm qua loa rồi trèo lên giường đêm qua chị tôi bỏ trốn khỏi bệnh viện thủ tục xuất viện cùng thanh toán ra viện còn chưa làm nhưng tôi không thể quay trở lại đó bản thân tôi cũng muốn trốn tránh nhà họ vương thêm được ngày nào thì tốt ngày đó dù tôi biết là không thể tôi đã sớm thay số điện thoại vốn tôi không có liên lạc với bất cứ ai. Thời còn học phổ thông, bạn bè trong lớp đều xa lánh, sợ hãi tôi, hoặc tôi chủ động xa lánh tất cả. Thành ra lúc này tôi trơ trọi, nhưng lại dễ trốn tránh. Thành phố rộng lớn này đâu phải muốn một con người nhỏ bé là tìm được ngay. Dù nhà họ vương có sừng, có mỏ đi chăng nữa. Tôi có thể hình dung ra nỗi tức giận đến tím tái của bà Vương cùng những cơn cuồng nộ của gã hiển chỉ nghĩ đến tôi đã đủ rùng mình Còn hai tháng nữa tôi mới nhập học năm nhất Lúc này tôi cần phải đi tìm việc làm Số tiền chị chuyển khoản tôi Tôi cần phải giữ thật kỹ Vì tôi không còn chỗ dựa Chỉ có thể tự mình lo cho mình Ở tuổi 18 Quả thực tôi không quá khó Để có thể xin một công việc Ở thành phố này Cũng nhờ vào những gì chị cho tôi Ngày sáng hôm sau tôi đến trung tâm Việc làm xin việc gia sư theo buổi do điểm thi đại học cao nên tôi dễ dàng được nhận chỉ là chưa đầy một tuần được tự do trên đường về nhà trọ sau ca dậy tối một nhóm người đã tóm gọn được tôi khốn kiếp tôi dùng giấy khỏi những bàn tay quỷ dữ tống tôi vào chiếc xe hơi bảy chỗ nhưng đành chịu khuất phục xe nhanh chóng phóng về nhà họ vương tôi chấp nhận bản thân không thể trốn tránh được nữa đã đến lúc phải đối mặt. Tôi bị hai gã đàn ông cờ bắp, quặp tay ra phía sau, đẩy ngã dối người xuống nền gạch sân sáng ánh đèn. Ngôi nhà này toàn những con quỷ. Thấy tôi bị bắt về, bọn họ tức giận, lông đôi mắt đỏ, chiếu về phía tôi như chực sầu xé. Những kẻ đứng trước mặt tôi không ai khác là bà Vân, Mụ Hoa, chị em Cái Chi và thằng Bảo. Bà Vân đánh mặt gào to, chỉ ngón trỏ vào mặt tôi Bằng tất cả căm hờn Quần mất dạy Phản phúc tàu nuôi mày ăn học bao nhiêu năm Để rồi bây giờ mày chơi lại tao một vố thế này Con chị mày trốn ở đâu Hôm nay mày không khai ra Thì mày chết với tao Tôi lạnh mặt im lặng Thái độ của tôi càng khiếm cho bà Vân Tức đến ruồng lên Mụ hoa hừ một tiếng Biểu mùi nói Còn nói thì mẹ không tin Cái loại ăn cháo đá bát như chị em nó phải đề phòng từ lâu. Mẹ cứ chần chừ không cho người giám sát con chị nó để mới sinh chuyện đó. Bà Vân điền tiết, lừa mắt quay sang quát con dâu. Cô không nói, không ai bảo cô câm. Ngay sau đó, bà ta hất hàm một gã to con bàn nảy quay mặt với tôi. Thằng Hoàng, mày giả con vô ơn này mấy giả, bắt nó khai ra con chị nó đang ở đâu cho bà. Gã lập tức thi hành mệnh lệnh tóm lấy gáy nâng bổng cả người tôi lên như một con nhái lâu nay bà vân vẫn thuê mấy gã này đi đòi nợ thuê bây giờ là lúc bọn nó có việc để làm bốp mắt tôi hoa lên trời đất lập tức sầm tối sau cái giả đầu tiên cảm nhận vì tanh tuổi của máu trên miệng suốt mười tám năm trời tôi sống trên đời chưa bao giờ tôi bị đánh đau đến như thế thậm chí cảm thấy cái chết còn dễ chịu hơn toàn thân tôi lạnh toát vô thức ruộng lên nói con chị mày đang ở đâu tôi mờ mờ màng màng sau cú giả đầu tiên tôi thều thào bảo tôi không biết một tiếng bốp nữa lại gian lên cái giả thứ hai từ bên má còn lại làm cho tôi quay cuồng mờ mịt cảm giác trời đất đảo lộn, tôi nghe loáng thoáng bình tài tiếng thằng bảo bà ơi con sợ đánh nửa nó chết hay bà bắt nó khai bằng cách khác đi. Bà vâng trần trừ bà cũng không ngờ gã Hoàng ra tay nặng như thế với tôi. Cái chị lập tức nói. Nó giả dờ đó bà ơi, chị em nói như con gián, đập mãi cũng không chết được đâu. Ngay lập tức, mù hoa ra lệnh. Hoàng, mày cứ giả nó, cho nó khai cho cô. Bốp, một cái giả nữa dàn lên, tôi cũng mất trí giác mà liệm đi. Đến khi tôi tỉnh, toàn thân tôi thêm một lần lạnh thấu xương. Tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng chị tôi. Kẻ chăm chú nhìn tôi chính là gã anh rể điên khùng. Tôi vô thức, lùi lại phía sau. Khi bàn tay to khỏe của gã chạm vào bắp chân, gã cười hền hệt, nghiêng đầu nói. Yến, Yến về với tao rồi sao? Sao mày bỏ đi tao? Mày đi đâu? Sao thế? Mày biết, tao nhớ mày lắm không? Tôi lập tức lắc đầu dùng khỏi giường Vừa chạy về phía cửa vừa nói to Tao không phải chị Yến Mà nhầm rồi Tao là em chị Yến Cánh cửa đã bị chặn cứng từ bên ngoài Không ngoài dự đoán của tôi Lũ quỷ kia muốn thấy tôi Vào chỗ chị Yến Muốn ép tôi ở đây để gã điên này yên chuyện Lâu này trong mắt gã Chỉ có chị Yến Thậm chí tôi là ai gã cũng không biết Gã không có tương tác gì với bên ngoài Chỉ ở trong căn phòng đó im ỉm Thế nên bây giờ gã nhầm tôi với chị Yến Cũng không có gì là lạ Tôi giống chị tôi gần như bản sao Hoặc giả gã quá nhớ chị Yến Mà nhìn gà hóa quốc Cũng là bình thường Vấn đề bây giờ của tôi Phải làm sao để thoát khỏi gã Tôi quay người lại nhìn gã Đang lao đến Gã nhanh chóng chụp được tôi Mồm miệng hôi hám Lao vào hôn lấy tôi hết sức kinh tởm Vừa hôn vừa sờ soạn người tôi Gã nhắm tịch mắt luôn mồm bảo Yến, tao không đánh mày nữa, mày đừng bỏ tao đi nữa Tao không phải Yến Tôi chống cự bằng tất cả khả năng Nhưng sức tôi làm sao đấu được với một gã đàn ông Phố Pháp, cao lớn, đàn độ 30 Mày sao tôi quờ được một khẩu súng dựa đồ chơi của gã Ý nghĩ lóe lên, tôi dí khẩu súng vào thái dương gã Quả nhiên, gã sững sờ khựng lại Toàn thân run rẩy, đưa tay lên đầu hàng tôi hơi buồn cười nghiêm mặt nói mày còn làm bậy tao bắn chết mày yến yến được bắn tao tao không ôm không hôn mày nữa được, được chưa gã biểu môi hậm hực nhìn tôi như thể ấm ức lắm tôi cũng hiểu hơn hết bao năm qua chị tôi đã sống thế nào trong một thế giới với gã tay tôi nắm chặt khẩu súng lúc này nó chính là linh vật cứu tình của tôi có chết tôi cũng không buồn nó ra Đằng nào cũng bị nhốt ở đây Tôi cần phải bình tĩnh tìm cách thoát ra ngoài Tính gì thì tính Ra khỏi cánh cửa này Tôi cũng còn phải đối diện Với vô số con quỷ Đang trực chờ ngoài kia Xem ra không hề đơn giản Tôi mệt mỏi Nằm gục xuống Lúc này đã quá 12 giờ đêm Gã hiển theo giấc đã lên giường Ngấy khò khò từ lúc nào Tay tôi vẫn lầm lầm khẩu súng Từ lúc đó Gã tức lắm nhưng mà không làm gì được. Đêm nay tôi có thể thoát được gã đêm nay, nhưng mà ngày mai, ngày kia, tôi thực lòng không biết phải làm sao. Lừa gã thế này chỉ sợ gã cũng phát hiện ra. Dù sao, gã cũng phải ăn uống. Nếu tôi bị nhốt ở đây, thì hẳn sẽ có người đem đồ ăn lên cho tôi và gã. Vậy thì nhân cơ hội đó, tôi thoát ra ngoài có được hay không? Dù sao tôi cũng chẳng có con đường nào khác ngoài con đường này. Tôi có chút giật mình tỉnh giấc Khuôn mặt ngờ ngợt của gã hiển Lại ngay sức mặt tôi Tôi hoảng hốt Dội dàng nhìn tay mình Chết tiệt Gã đã giấu khẩu súng đi đằng nào Tôi mệt quá Gần sáng thì tiếp đi một lúc Giờ thì hay rồi Yến, Yến Gã ôm chầm lấy tôi Tôi dùng thoát khỏi gã Nhưng vẫn bị gã ôm chặt cứng Cuối cùng tôi đành chấp nhận tính kế lừa gã Yến bị đau bụng Hiển, Hiển ôm Yến, Yến sẽ chết đó. Tôi chỉ hy vọng, mong manh, rằng gã biết điều như chị tôi từng nói. Nếu gã mà quá đáng vượt quá giới hạn, thì chị tôi cũng dông mạng với gã từ lâu. Trời Phật thương tình, gã buồn lỏng tay, mồm miệng liên tục kêu. Yến ơi, Yến đừng chết, đừng chết. Hiện ra ngoài kia, ngồi chơi đi, để cho Yến một mình thì Yến sẽ không chết. Tôi chỉ tay về phía có nhiều đồ chơi của gã Gã thêm một lần hầm hực Nhưng mà dường như chuối ngày phải xa chị Yến Đã khiến gã biết nhiều hơn Khi thấy Yến quay trở lại Thế nên gã biểu dài môi Rồi dậm chân bình bịch ra khu vực đồ chơi Bản chất gã như một đứa trẻ lên ba Đối phó với gã không khó Ngoại trừ lúc gã lên cơn Vấn đề ở đây tôi không biết khi nào gã lên cơn Tôi càng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt Trước khi gã không thể khống chế Đưa mắt Nhìn qua sông cửa sổ xuống sân Toàn thân tôi chợt hừng lại Cảm giác như có dòng điện chạy qua Trái tim tôi chợt thoát lên một nhịp Chiếc xe hơi sang trọng đó Là xe của anh ta Hoàng Thiên Quốc Sáng nay anh ta lại đến nhà họ Vương Lúc này mới 8 giờ sáng Xem ra anh ta có mối quan hệ Khá là thân thiết với nhà bọn họ tôi đúng là bế tắc sinh hoàng tưởng anh ta cùng một ruột với bọn quỷ kia tại sao tôi lại có suy nghĩ sẽ cầu cứu anh ta có tiếng gõ cửa ngay sau đó là cánh cửa gỗ mở ra tôi mừng rỡ chạy ra đến nhưng mà đám sáu thằng vệ sĩ đòi nợ thuê của bà vân đồng thời đứng chắn ngang đẩy vào phòng gã hiển hay xuất xôi vừa đẩy vào bọn nó vừa giống giặc nói to vợ chồng cậu hiển ăn sáng ngon miệng nhé tôi chỉ biết gào bằng toàn bộ sức lực trong giây phút ngắn ngủi đó một phần trăm cơ hội tôi cũng phải cố gắng phát ra tín hiệu yếu ớt thả tôi ra thả tôi ra ai cứu tôi với tiếc rằng căn phòng này mới sửa lại được cách âm đặc biệt không lâu thế nên ngay khi cánh cửa đóng sập sự im lặng lại bao trùm nước mắt tôi giàn dùa tôi vừa khóc vừa gào nhưng mà vô hiệu trước sự lạnh lùng mất hết tính người bất chợt từ phía sau tôi gã hiển lừ lừ tiến đến như thần chết tôi hoảng hồn quay lại hai đồng tử rùng rùng mở to nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của gã hai mắt gã vừa dại là vừa hằn đỏ hung hẳn gã gã đang lên cơn tôi lắc lắc đầu xung quanh có gì đều ném hết về người gã nhưng vô hiệu gã cứ như xe tăng thẳng tiến. Lúc này tôi biết không thể lừa lọc hay dỗ dành gì được gã. Gã sẽ như con quỷ, thích cào cấu, đánh đập và cá cưỡng bước tôi như chị tôi từng chịu đựng. Hai bàn tay của gã tròn đến chạm vào cơ thể tôi. Một lực gã xé toan chiếc áo sờ mì tôi đang mặc, làm cúc áo bùng hết xuống sàn nhà. Sức mạnh của một kẻ điên không biết sợ bao giờ cũng là kinh khủng nhất. Tôi ngồi thụp xuống, vừa gào vừa khóc gian sinh nhưng vô hiệu gã hiển đẩy tôi nằm ngửa ra nền liên tiếp những cái tác như trời giáng đáp xuống mặt mũi tôi túi bụi bàn tay lớn giật áo lót của tôi đứt toạc tiếng cánh cửa gỗ bị đạp đổ mở toang. ánh sáng sầu cánh cửa như ánh sáng thiên đường chói lọi ngay lập tức bàn tay đàn ông cứng rắn đồng thời lập tức kéo gã hiển rời khỏi cơ thể tôi một cú đạp khiến cho gã bay người về phía sau, nằm giật ra đất. Gã dùng dậy, sức bò mộng, lào đến người vừa phá đám. Người ấy chính là Hoàng Thiên Quốc. Tôi vội dàng kéo lại giặt áo sơ mi, mở to mắt, nhìn anh ta làm chủ thế. Gã hiển khỏe thì khỏe thật, nhưng chỉ hành động theo bản năng, nhanh chóng bị Thiên Quốc khống chế. Nhất là khi chiều cao trên mét 8 của anh ta, còn hơn gã đi một bậc gã ta gầm gừ như con hổ bị xích lại. Quả thực, gã đã bị xích lại, bởi vì tôi đã nhanh chóng tìm sợi dây xích có trong đống đồ chơi của gã để thiền quốc xích cổ tay gã vào song sắt cửa sổ, mặt gã điên cuồng dùng giấy gạo rú. Mọi hành động diễn ra chống dánh chưa đầy 5 phút. Tôi hết sức ngạc nhiên khi không có ai vào phòng ngoài anh ta. Ban nãy tầng 6 gã đồ con canh gác căn phòng này kia mà. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nơi Đâu Bình Yên được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.